tôi sẽ đợi. Bao lắm cho anh biết nè. I don't know why she told me it's not your fault, but you don't realize that I never wondered what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Sau gần 2 tiếng hồ là có. Nói chung là bây giờ rất là đẹp. Bạn đắng kỹ. Giờ là bộ đội đã hoàn thành xong cái phần chữa tóc tai. Nói chung là đắp cho mặt. Nói chung là làm tắt nẻo tắt cái gì đó. Nói chung là rất là ok rồi. Bây giờ rồi đi sáng, bây giờ đi shopping đây, sắm quần áo đẹp đây để chuẩn bị vào cái tin tức trong vòng ai vòng ai đây. Bây giờ rồi thì đang có mặt tại chợ cồn bên này, tại chợ cồn thành phố Đà Nẵng, tại một cái chợ đó là tắt lửa tại thành phố Đà Nẵng, có chợ trung tâm đây. Bên em vào chợ khám phá chợ ồn và bên em vào đồ biển. Ok. Check vé để đi bài chuyến bay lúc 8 giờ. Đấy, hẹn bên em tại Sài Gòn. Ok, let's go. Yeah. Em mới nghĩ đi. Đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi bên em ơi.
Rồi em ra đến sân bay và đang đi ra cổng đây, anh em đang đợi đón ở nhà. Đấy. Anh em đang đợi đón ở nhà, anh em ơi, anh em tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đợi đón của đội team Black. Rồi thì phải bây giờ phải ra ngồi cổng để gặp anh em. Đấy. Let's go. Đây mà rồi team đang đi ra cổng sân bay. Và có fan clip của Rip team đang đến đây trước. Đây. Đây là cục su Anukuru. Đấy. Đây hiện tại Pro Team đang nhậu cùng giao lưu cùng anh em với Thành phố Hồ Chí Minh tại đường Hồ Văn Hi, ngay chỗ gần tàu lửa, đường ray xe lửa này. Tất cả anh em Pro Team toàn là dân anh em photo. Và đặc biệt ngày hôm nay có những nhân vật rất là đặc biệt. Đấy, các bạn nhớ là ai không? Đây, đó là hai nhân vật trăm triệu. Một nụ hôn nồng cháy rất là đắm thiết. Đây, ra đây, đây. Đó, chưa. Đấy. Và tấm gì đó, mấy bạn biết không? Đấy, rất là tuyệt vời. Đây là cameraman Cao Hải Long. Đấy, một trong những danh thủ camera phải nói là đình đám tại Hồ Văn Hiền. Và bây giờ anh ấy đã là tới 4 thương hiệu tại gọi là tiệm áo cưới. Đấy, anh em có thể ủng hộ Hồ Văn Hiền, ủng hộ photo về con đường Hồ Văn Hiền thì ghé tới Cao Hải Long. Đấy, đây, Trung luôn. Nhưng không phải Trung luôn, này là Trung BD. Đó, Trung BD. Bây giờ khỏi nói là hai mươi mấy, ba mấy tuổi đầu rồi, bây giờ vẫn chưa có bản mình lên rap rồi, chắc chắn. Đấy, hiểu ý rồi đó. Mấy anh em thì nói chung là ai mà ế thì cứ sắp rồi xôi. Còn đây, một trong những danh thủ, phải nói là Photoshop, cũng là kim photographer rất là đình đám tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là anh Xuyên, rất là tuyệt vời. Đây, đầy đủ các anh em photo ấy. Còn đây, Trần Ngọc Duy. Trần Ngọc Duy phải nói là một trong những danh thủ Photoshop đình đám có tiếng. Phải nói là đi trước thời của bộ đồ tiền rất là lâu. Sắp lên đĩa. Bây giờ anh chuẩn bị là gì á? Đấy, nhân vật chính là ai? Đấy, routine đó. Một trong những phải nói là danh thủ là photographer lầy lội. Đình đám hiện tại là Đà Nẵng là không ai bằng. Nói chung là nói gì thôi chứ cũng ok, good, ok man. Nói như độ lầy là chồng. Đây, cameraman, đây là Vinh Trần. Cùng với một cô bạn gái đã sắp cưới. Nói vậy cho nó ok man đi. Đây rất là đình đám tại Thành phố Hồ Chí Minh vào những cái game show. Các bạn có thể coi những cái game show tại kênh giải trí Đường Quân thì đây là cameraman quay cho mấy anh em xem. Đấy, mấy anh em có thể comment hoặc là tìm Facebook là đi lùng Facebook bên ấy để hốt bên ấy. Đây, đây, đó tất cả là các anh em bạn photo rất là đình đám. Rồi cảm ơn mọi người đã coi cái clip của team trong ngày hôm nay, một đêm giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh rất là tuyệt vời. Ok, bye bye. Chờ ngày mai bộ đội team sẽ lên tới cái chương trình gọi là cách đi. Bộ đội team sẽ quay lại trong ngày mai. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong vòng ngày mai. Ok, bye. Dành cho đội tuyển 1200. Đấy, con số rất là đều. Đến và đi như dưới thì rất là chân đến cánh đầu thể mở đi những màu buồn buồn nắng ở khu vực buồn theo là gió bài thì mai chơi trong cái tàng tàng nơi này có mưa mai dần hao gầy. Khi chung tim tình đầu mây say mà chuyện tóc mây vươn lên đôi môi cay bơm quân mình ta là trôi giữa đời. ABC dắt mấy bạn đây trong quá trình là
chờ trong căn phòng gọi là chờ đợi để đến lượt casting thì đầu tiên gặp lại hai anh em trăm chiều đấy, anh em phải nói là rất là đình đám, về một nụ hôn phải nói rất là nồng cháy đấy, đấy gương mặt đỏ đấy. Nói chung ở đây rất là nhiều nhân tài anh em ơi, từ những cái chương trình game show nhạc rồi những chương trình, nói chung là tất cả các chương trình ở đây bây giờ tụ họp về đây rất là đông đấy. Rồi chào các bạn, đầu tiên đã sau khi tinh xong tinh thần có một run, nhưng mà không sao, mình vẫn thoải mái với nó, cảm ơn ok man. Xin chào bạn, mấy bạn cứ cãi lòng, cứ thoải mái với những cái đam mê của mình, dù là hát, dù là hài, hay dù bất kỳ cái ngôn gì nghệ thuật, các bạn có đam mê các bạn hãy đi cắt tinh, dù là tiếng vọng chỉ nhau, biết đâu may mắn nó gặp đến mình, ok. Còn tìm thì tìm đã cắt rồi, đậu hay không chưa biết. Ok quý bạn, thấy cái qua xem cái clip cũng như là cái hành trình của bà đầu tìm đi đi casting dòng Á dòng Ai từ Đà Nẵng về đến thành phố Hồ Chí Minh nó như thế nào thì các bạn cũng đã coi qua clip. Vậy bây giờ các bạn khi bà đầu tìm hãy like và comment và chia sẻ kênh của đầu tìm để bà đầu tìm có động lực làm được những clip hay nữa và hấp dẫn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và trong vui. Yeah. Chia sẻ clip này nên là rộng rãi nha.